Tôi có thể không chấp trước vật gì để tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, và tôi có thể không chấp trước việc gì để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Như thế là tôi đã hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện do suy nghĩ như vậy và thủ tướng chấp trước nên Đại Bồ Tát này xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa nên cũng xa lìa tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí Ba La Mật Đa, cũng xa lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng xa lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng xa lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng xa lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng xa lìa tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng xa lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng xa lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng xa lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, cũng xa lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng xa lìa 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng xa lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng xa lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng xa lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật, cũng xa lìa trí nhất thiết trí. Vì sao? Đó là vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có chấp trước đối với tất cả các pháp. Chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có sự chấp trước và có tánh chấp trước. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoàn toàn không có tự tánh, không thể có việc chấp trước đối với các pháp. Vì vậy, này thiện hiện, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát nào phát sanh ý tưởng như vậy, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoàn toàn không chấp trước đối với tất cả pháp và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào phát sanh ý tưởng như vậy, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là thực hành toàn bộ thật tướng của các pháp. Do tưởng như vậy, Đại Bồ Tát này liền bị thối lui đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu bị thối lui đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bị thối lui tất cả pháp trắng thủ thắng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa là gốc rễ của tất cả pháp trắng. Nếu thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là thối thất tất cả pháp trắng. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bao gồm bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba La Mật Đa, cho đến bao gồm trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này thối thất đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì không thể bao gồm bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba La Mật Đa, cho đến không thể bao gồm trí nhất thiết trí. Vì sao? Hiện hiện vì chẳng phải lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể bao gồm pháp Bồ Đề phần và có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền chắc chắn được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì Đại Bồ Tát này liền thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không được thọ ký đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể được thọ ký đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể phát sanh bố thí Ba La Mật Đa cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa, như vậy cho đến có thể làm phát sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì Đại Bồ Tát này liền thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa thì vị ấy không thể làm phát sanh bố thí Ba La Mật Đa cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa, như vậy cho đến không thể làm phát sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sao? Thiện hiện, vì chẳng phải lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể làm phát sanh pháp an trụ thủ thắng. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy, Đức Phật biết các pháp không có tướng nhiếp thọ và tự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sau khi đã đắc quả Bồ Đề, Ngài giảng nói khai thị thật tướng các pháp cho các hữu tình nghe, thì Đại Bồ Tát này liền thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.
tỷ sao. Thiện hiện Như Lai không chứng biết, không giác ngộ, không giảng nói, không khai thị các pháp. Vì sao? Thật tánh các pháp không thể chứng biết giác ngộ và không thể tạo ra, thì làm sao có việc hiểu biết giác ngộ, giảng nói, chỉ bày tất cả các pháp? Nếu nói thật có việc hiểu biết giác ngộ, giảng nói, chỉ bày tất cả các pháp thì không có việc đó. Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phải làm sao để được xa lìa những lỗi lầm này? Phật bảo Thiện Hiện: Đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà nghĩ như vậy? Tất cả các pháp đều vô sở hữu, không thể nắm giữ. Nếu pháp đã vô sở hữu, không thể nắm giữ, thì không có người có thể chứng đẳng giác ngay hiện tại, cũng không có người có thể giảng nói khai thị. Nếu thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì xa lìa các lỗi lầm. Đại Bồ Tát nào chấp trước pháp vô sở hữu, không thể nắm giữ, thì xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không có chấp trước và nắm giữ các pháp. Nếu chấp trước và nắm giữ các pháp thì xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa là xa lìa hay không xa lìa? Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, xa lìa hay không xa lìa đối với Bố Thí Ba La Mật Đa? Như vậy cho đến Trí Nhất Thiết Trí, xa lìa hay không xa lìa đối với Trí Nhất Thiết Trí? Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc xa lìa hoặc không xa lìa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì vì sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nếu Bố Thí Ba La Mật Đa hoặc xa lìa hoặc không xa lìa đối với Bố Thí Ba La Mật Đa, thì vì sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh Bố Thí Ba La Mật Đa? Như vậy cho đến nếu Trí Nhất Thiết Trí hoặc xa lìa hoặc không xa lìa đối với Trí Nhất Thiết Trí, thì vì sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh Trí Nhất Thiết Trí? Phật bảo Thiện Hiện: Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng xa lìa, chẳng không xa lìa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Trí Nhất Thiết Trí, chẳng xa lìa, chẳng không xa lìa đối với Trí Nhất Thiết Trí. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước để làm phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến làm phát sanh Trí Nhất Thiết Trí. Vì sao? Thiện hiện chẳng phải chính tự tánh, chẳng phải lìa tự tánh mà có thể an trụ làm phát sanh tự tánh. Lại nữa, Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp trước sắc, không cho rằng đây là sắc, sắc này thuộc người kia, cũng không chấp trước đây là thọ tưởng hành thức, không cho rằng đây là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức này thuộc người kia. Như vậy cho đến không chấp trước Trí Nhất Thiết Trí, không cho rằng đây là Trí Nhất Thiết Trí, Trí Nhất Thiết Trí này thuộc người kia. Thiện hiện, do Đại Bồ Tát này không chấp trước đối với tất cả pháp, nên liền phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, cho đến làm phát sanh Trí Nhất Thiết Trí. Vì sao? Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có sự chấp trước đối với các pháp, cho rằng đây là pháp, pháp này thuộc người kia, thì không thể tùy ý phát sanh công đức an trụ thủ thắng. Lại nữa, Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không quán sắc là thường hoặc vô thường, vui hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc không vắng lặng, viễn ly hoặc không viễn ly, cũng không quán thọ tưởng hành thức là thường hoặc vô thường, là vui hoặc khổ, là ngã hoặc vô ngã, là tịnh hoặc bất tịnh, là vắng lặng hoặc không vắng lặng, là viễn ly hoặc không viễn ly. Cho đến không quán Trí Nhất Thiết Trí là thường hoặc vô thường, là vui hoặc khổ, là ngã hoặc vô ngã, là tịnh hoặc bất tịnh, là vắng lặng hoặc không vắng lặng, là viễn ly hoặc không viễn ly. Do không quán sát đối với tất cả các pháp như vậy, nên Đại Bồ Tát này liền có thể phát sanh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến có thể phát sanh Trí Nhất Thiết Trí. Vì sao? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà quan sát các pháp là thường hoặc vô thường, vui hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc không vắng lặng, viễn ly hoặc không viễn ly, thì không thể tùy ý phát sanh và an trụ công đức thủ thắng. Lại nữa, Thiện hiện, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là tu hành tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa,
cũng là an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng là an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng là an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng là tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng là tu hành bốn tịnh ngự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng là tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng là tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng là tu hành 10 địa Bồ Tát, cũng là tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng là tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng là tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng là tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng là tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng là tu hành tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, cũng là tu hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, cũng là tu hành trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đi ở nơi nào, thì tất cả các Ba La Mật Đa và tất cả các pháp Bồ Đề phần đều đi theo. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đến đâu, thì tất cả Ba La Mật Đa và tất cả pháp Bồ Đề phần đều theo đến đó. Thiện hiện, giống như vua chuyển luân đi ở chỗ nào thì bốn loại quân mạnh đều đi theo, vua chuyển luân đến chỗ nào thì bốn loại quân mạnh đều đến đó. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đi theo đường nào và đến đâu thì tất cả Ba La Mật Đa và tất cả các pháp Bồ Đề phần đều đi theo đến chỗ rốt ráo là trí nhất thiết trí. Thiện hiện như người đánh xe giỏi, điều khiển xe tứ mã tránh đường hiểm, đi vào đường chính và có thể đến nơi cần đến theo ý muốn. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa khéo điều khiển tất cả Ba La Mật Đa và tất cả các pháp Bồ Đề phần, tránh xa đường hiểm sanh tử và niết bàn, đi theo đường chính tự lợi lợi tha để đạt đến trí nhất thiết trí mà mình mong cầu. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đường, thế nào là chẳng phải đường của các đại Bồ Tát? Phật bảo thiện hiện: Đường hữu tình, đường thanh văn, đường độc giác chẳng phải là đường đi của các đại Bồ Tát, bởi vì nương theo đó thì không thể đạt đến trí nhất thiết trí. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa làm phát sanh 6 pháp Ba La Mật Đa là đường của các đại Bồ Tát, bởi vì nương vào đó thì chắc chắn có thể đạt đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xuất hiện ở thế gian có thể làm được việc lớn, đó là thị hiện tướng đường và chẳng phải đường, giúp cho các đại Bồ Tát biết đó là đạo hay chẳng phải đạo và có thể sớm chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xuất hiện ở thế gian có thể làm được việc lớn, đó là chỉ bày tướng đường hoặc chẳng phải đường cho các đại Bồ Tát, giúp các đại Bồ Tát biết đó là đạo hay chẳng phải đạo và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xuất hiện ở thế gian có thể làm việc lớn là độ thoát vô lượng vô số vô biên hữu tình, giúp họ an lạc lợi ích thù thắng. Thiện hiện nên biết, tuy làm vô số việc lợi ích an vui cho người khác, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không chấp trước việc này. Lại nữa thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tuy có thể thị hiện việc làm của sắc nhưng không chấp trước việc đó, tuy có thể thị hiện việc làm của thọ tưởng hành thức nhưng không chấp trước việc đó. Như vậy cho đến tuy có thể thị hiện việc làm của trí nhất thiết trí nhưng không chấp trước việc đó, tuy có thể thị hiện việc làm của thanh văn độc giác nhưng không chấp trước việc đó. Thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tuy có thể dẫn dắt tất cả đại Bồ Tát, giúp họ đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, xa địa địa vị thanh văn độc giác, nhưng không sanh không diệt đối với các pháp, vì lấy tánh pháp trụ làm định lượng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không sanh không diệt đối với các pháp, vậy tại sao lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đại Bồ Tát phải vì các hữu tình mà thực hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã? Phật bảo thiện hiện: Lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì muốn đạt được trí nhất thiết trí mà các đại Bồ Tát phải thực hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã. Thiện hiện, đại Bồ Tát đó đem căn lành này cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng trí nhất thiết trí. Hồi hướng trí nhất thiết trí như vậy chính là tu 6 pháp Ba La Mật Đa mau được viên mãn, cũng là tu từ bi hỷ xả của Bồ Tát mau được viên mãn cho đến khi an tọa nơi tòa Bồ Đề vi diệu.
vị ấy thường không xa lìa sáu pháp ba la mật đa này. Ai không xa lìa sáu pháp ba la mật đa này thì không xa lìa trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì phải tinh tấn tu học sáu pháp ba la mật đa. Đại Bồ Tát nào siêng năng tu học, hành trì sáu pháp ba la mật đa này, thì tất cả căn lành mau được viên mãn và có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện các đại Bồ Tát, phải thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa chớ có lìa bỏ nhau. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát phải làm sao để có thể thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa không lìa bỏ nhau? Phật bảo thiện hiện, nếu đại Bồ Tát quan sát như thật, sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Quan sát như thật, thọ tưởng hành thức chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Cho đến quan sát như thật, trí nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Thì đại Bồ Tát này có thể thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa không bỏ lìa nhau. Lại nữa thiện hiện, đại Bồ Tát nào thường nghĩ ta không nên trụ vào sắc, cũng không nên trụ phi sắc, ta không nên trụ vào thọ tưởng hành thức, cũng không nên trụ phi thọ tưởng hành thức, cho đến ta không nên trụ vào trí nhất thiết trí, cũng không nên trụ phi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ, thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải là năng trụ, chẳng phải là sở trụ. Như vậy cho đến trí nhất thiết trí cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ vậy. Thiện hiện đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy thì có thể thường tương ưng với sáu pháp ba la mật đa không lìa bỏ nhau. Thiện hiện đại Bồ Tát nào có thể dùng phương tiện vô trụ này tu hành sáu pháp ba la mật đa thì đại Bồ Tát ấy mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện giống như có người muốn ăn trái xoài hoặc quả mãng cầu thì trước tiên phải đem hột của nó trồng nơi đất màu mỡ, tùy thời tưới nước bón phân, giữ gìn chăm sóc. Dần dần nó sanh ra mầm thân, nhánh lá, trải qua thời gian, liền có hoa quả, và khi quả đã chín thì hái ăn. Này thiện hiện cũng như vậy, đại Bồ Tát nào muốn đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì trước tiên phải học sáu pháp ba la mật đa, rồi dùng việc bố thí, hoặc ái ngữ, hoặc lợi hạnh, hoặc đồng sự để bào bọc hữu tình. Sau khi đã bảo bọc họ rồi, lại dạy họ an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Sau khi đã giúp họ an trụ, lại giúp họ giải thoát sanh lão bệnh tử và chứng đắc sự an lạc thường trụ rốt ráo. Bồ Tát nào làm như vậy sẽ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ vô số chúng sanh. Vì vậy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào muốn tự hiểu rõ các pháp không cần nhờ người khác, muốn có thể làm thành thục tất cả hữu tình, muốn trang nghiêm cõi Phật một cách hoàn hảo, muốn mau an tọa nơi tòa Bồ Đề vi diệu, muốn làm hàng phục tất cả ma quân, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, muốn chuyển pháp luân giải thoát các hữu tình ra khỏi sanh già bệnh chết và đạt được sự an lạc thường trụ rốt ráo, thì nên học sáu pháp ba la mật đa, dùng phương tiện tứ nhiếp pháp để bảo bọc hữu tình. Sau khi đã bảo bọc, nên giúp họ an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Khi Bồ Tát siêng năng tu học như vậy thì cũng phải thường siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 460.